Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cựu bí thư Bắc Ninh nhận 13 tỷ từ bà Nhàn ở X, cách thức ra sao? Cơ quan điều tra đề nghị truy tố cựu bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc Ninh và nhiều người khác vì nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng 11 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Sai phạm của hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch Công ty AIC. Theo đó, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội đưa hối lộ. Có 4 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ gồm bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị can Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh ủy viên, cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị can Trần Văn Tuỳnh, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế. Bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, còn 7 bị can khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Chia đôi các gói thầu. Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 đến 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký các quyết định phê duyệt đầu tư cho 6 dự án xây dựng bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong. Đến đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong việc đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai hoàn thành mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Tuy nhiên, phần mua sắm thiết bị chưa được bố trí nguồn vốn. Giữa năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, đã mất năm 2021, gặp Trần Văn Tuyên đề nghị được thực hiện các gói thầu, đổi lại ông Phong sẽ tác động các bộ, ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ vốn trái phiếu chính phủ cho các địa phương. Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do cùng quê Bắc Ninh nên có mối quan hệ quen biết với Trần Văn Tuyên. Bà Nhàn gọi điện đặt vấn đề sẽ tác động lên các bộ, ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án này. Sau khi xin được vốn, công ty AIC sẽ được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho cả các bệnh viện. Do Tuyên biết bà Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên đồng ý, công ty AIC sẽ được thực hiện 3 gói thầu, tổng công ty Sông Hồng được 3 gói thầu. Khi đấu thầu, các bị can đã có hành vi thông đồng, thỏa thuận, bố trí công ty Quân Xanh dự thầu để tạo điều kiện cho các công ty mục tiêu trúng các gói thầu. Kết quả nhóm tổng công ty cổ phần Sông Hồng trúng thầu 3 gói thầu ở các bệnh viện huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng. Nhóm công ty AIC trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng. Thỏa thuận chia tiền ngoài hợp đồng. Theo thỏa thuận giữa Trần Văn Tuyên với ông Đặng Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khi các công ty trúng thầu được thanh toán thì sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho Tuyên và các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành. Đối với các gói thầu do công ty AIC trúng thầu, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, vào các dịp lễ, Tết, cựu bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thanh Nhàn với tổng số tiền là 13 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tổng số tiền là 9,1 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Nhường được nhận 450 triệu đồng, bị can Nguyễn Hạnh Trung được nhận 100 triệu đồng. Từ năm 2015 đến 2017, nhóm tổng công ty Sông Hồng đã 3 lần đưa tiền cho bị can Trần Văn Tuyên, tổng số tiền là 6 tỷ đồng. Sau đó, bị can Tuyên đưa tiền cho ông Chiến, ông Quỳnh, ông Trung, ông Nhường. Phần còn lại 3,2 tỷ đồng, Tuyên giữ lại sử dụng chi tiêu cá nhân. Tổng cộng 2 tuyến đấu thầu, ông Chiến đã nhận 14 tỷ đồng, ông Quỳnh nhận 10,1 tỷ đồng, ông Nhượng nhận 750 triệu đồng, ông Trung nhận 600 triệu đồng. Ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, ngày 12 tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 14 bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty AIC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ Sinh học. Tổng cộng 14 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 4 bị cáo là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Trường, Tổng giám đốc công ty cổ phần Mofa và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng đại diện công ty AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bị truy nã. Do đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo kêu gọi 4 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 16, điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. Trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty AIC bị truy tố cùng 13 bị can khác về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị can Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố về tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, tháng 1 năm 2006, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 230.000 m², tổng mức đầu tư dự kiến là 1.632 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ Sinh học. Tháng 7 năm 2013, ông Dương Hoa Sô ký công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định phê duyệt dự án mua sắm thiết bị 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành công nghệ sinh học. Đến tháng 7 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyết định phê duyệt dự án, tổng vốn đầu tư là 488 tỷ đồng. Nhưng từ trước đó, khoảng tháng 4 năm 2014, tại lễ khánh thành Trung tâm nuôi cấy mô thực vật, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm quen với ông Dương Hoa Sô. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đặt vấn đề ông Dương Hoa Sô tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia, trúng thầu để thực hiện các gói thầu này. Công ty sẽ gửi quà cảm ơn Sô và các anh em. Ông Dương Hoa Sô hiểu bà Nhàn sẽ chi tiêu cho Sô và các anh em trong Trung tâm Công nghệ Sinh học. Sau đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới là Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc công ty AIC, Trần Đăng Tấn, trưởng đại diện công ty AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến gặp ông Dương Hoa Sô để bàn bạc, thống nhất cho công ty AIC xây dựng lại danh mục thiết bị nhằm đảm bảo công ty AIC được lợi nhuận tương đương 40% gói thầu. Tổng cộng, công ty AIC và các công ty liên quan AIC trúng 8 gói thầu gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng. Sau khi đã thông đồng với các cá nhân ở Trung tâm Công nghệ Sinh học và một số công ty để thực hiện và trúng các gói thầu của dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo bộ phận kế toán tại trụ sở công ty AIC ở Hà Nội nhiều lần chuyển tiền vào văn phòng phía Nam của công ty AIC để ông Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cho ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng ông Dương Hoa Sô đã 6 lần nhận tổng số tiền 14,4 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thông qua Hà và Tấn. Trong các lần đưa tiền, Hà và Tấn đều nói công ty AIC cảm ơn và mong ông Sô tạo điều kiện cho công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu. Nhận tiền hối lộ, ông Sô đã đưa cho bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư số tiền là 1 tỷ đồng, đưa cho Nguyễn Đăng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học 950 triệu đồng, đưa Thành nhiều lần, từ năm 2016 đến năm 2020. Nguyễn Viết Thạch, trưởng ban quản lý xây dựng công trình thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học là 1,1 tỷ đồng, số tiền còn lại là 11,3 tỷ đồng, ông Sô sử dụng vào mục đích cá nhân. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị can đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, cần phải xử lý nghiêm theo quy định. Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt, nhưng chưa có kết quả. Các bị can Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, Đỗ Văn Trường, nhân viên AIC cũng bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan điều tra đã phát thư kêu gọi những người trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú, coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá các bị can khác đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Một số bị can tích cực vận động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, trong đó như là ông Sô đã nộp lại 11,5 tỷ đồng, ông Quân nộp lại 700 triệu đồng, ông Thạch nộp 200 triệu đồng, bà Minh nộp 800 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!